Và đặc biệt có cái câu chuyện của cái ông này, ổng thỉnh kinh Phổ Môn về tụng á, thì cả làng chết phân nửa. Ổng tụng nhà ổng không bị gì, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện nói nên phát kinh Phổ Môn cho mọi người tụng. Từ cái câu chuyện này với lại hôm bữa chúng tôi có nghe Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên thành ra vừa rồi có in ra 2.000 cuốn kinh, trong đó có Phổ Môn, Di Đà, Ngũ Bích Danh, đúng không? Hôm nay ở trong này người nào chưa có chúng tôi tặng, mang về cho gia đình mình tụng nữa, thì dịch bệnh không tới. Đây là câu chuyện rõ ràng đây, dịch bệnh không vô trong nhà của ông này. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong giấc mộng nói ông phải đi phát cho nhiều nhà. Thì hôm nay chúng tôi in 2.000 cuốn rồi. Cái đĩa này bây giờ ra khắp thế giới, ai á mà mình đi nước ngoài á, thì mình có thể lên trên mạng mình đánh kinh Phổ Môn Hòa Thượng Trí Tịnh bằng nghĩa đó, kéo xuống. Còn cuốn kinh chúng tôi in thì rất là đẹp, và có lò xo lật ra rất dễ. Bây giờ mình đi phát, quý vị mà đem cho người ta cuốn kinh để người ta tụng, công đức rất thù thắng. Bởi vì gia đình người ta không dịch bệnh mà được Bồ Tát gia hộ nữa, thấy kinh Phổ Môn linh thiêng màu nhiệm không? Cho nên trên chùa mình cũng chuyển qua tụng Phổ Môn buổi sáng, khu chuyên tu chúng tôi cũng vậy, và khắp nơi trên thế giới. Nên lưu truyền Phổ Môn để tụng Bồ Tát Quán Âm coi như là gia trì bất khả tư nghì. Thì trong này Tổ sư Ấn Quang có khai thị nói về khi mà dịch bệnh mình phải làm gì. Tổ Ấn Quang nói, thì mình đọc cái chỗ này cho lắng nghe kỹ à. Vương Biệt Quang là người xứ Cửu Giang. Vào một hôm nọ, ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Biệt Quang xin vài quyển mang về nhà để trông khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa. Những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Biệt Quang không một người bị bệnh. Đêm nọ, Biệt Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên ngươi mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, Vương Biệt Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tính kính, đều thỉnh kinh về tụng. Từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792-344-948, 0904-775-948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11-11-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock,
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express, 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.